Nếu như miền Tây đang bước vào mùa thu hoạch các sản vật mùa nước nổi, thì những ngày qua, người dân Nha Trang cũng đang nhộn nhịp bước vào mùa lặn bắt nhum biển, hay còn gọi là cầu gai biển, một loại hải sản cao cấp, được ví như nhân sâm của đại dương và có giá trị dinh dưỡng cao. Và dĩ nhiên, giá thành của chúng cũng không hề rẻ. Những ngày qua, bờ biển đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang luôn diễn ra cảnh nhộn nhịp vào mỗi sáng sớm. Người dân sau khi lặn bắt trên vùng biển Vịnh Nha Trang đã liên tục trở về với đầy sản lượng nhum biển. Trên bờ, các bạn hàng tất bật thu mua nhum. Nhiều bạn hàng thuê người chuyên tách phần cơm, tức là gạch hay là trứng nhum, đóng thành hộp để bán. Hiện nay, giá bán cho thương lái mỗi con nhum biển còn nguyên vỏ là từ 15 đến 20 ngàn đồng một con, tùy theo kích cỡ lớn nhỏ. Riêng trứng hay là gạch nhum giá bán rất cao, từ 500 ngàn đến 700 ngàn đồng một ký, có nơi trên cả triệu đồng mỗi ký. Nhum biển có nhiều tác dụng rất bổ ích, rất được thị trường ưa chuộng. Ngoài ăn sống, chúng còn được người tiêu dùng nấu cháo hoặc nướng mỡ hành.